Không chỉ nắng nóng thì anh em mới dán phim này nhá. Thì cái chiếc xe Mazda CX-5 này từ vừa mới từ hãng ra và trên chiếc xe này đã dán phim cách nhiệt rồi, nhưng mà anh em vẫn đến để mà dán lại, nâng cấp lại ô phim cách nhiệt khác, bởi vì thật ra là đi rất là nóng, và thứ hai là cách những tia UV, tia độc hại thì gần như là rất là ít và hạn chế, nên anh bác chủ đã qua và dán ngay lại một bộ phim cách nhiệt 3M Crystallite dành cho chiếc xe này. Thì bên em dán kính lái sẽ là mã CR60, còn chính sườn sẽ là CR20 để đảm bảo cái độ riêng tư cho chiếc xe này. Đấy, còn ngoài ra thì cái chiếc xe Mazda CX-5 này thì chiếc xe của chị, một chị gái, thì chị có qua và làm hoàn tất tất cả các hạng mục luôn. Thứ nhất là về phần ngoại thất thì có làm cái phần riêng cái phần sơn này là dán lại PVF ngoại thất đấy, với cái gói của Nick và phim cách nhiệt 3M để bảo vệ cái phần kính và cách nhiệt cho xe. Còn sàn thì trải sàn của Lavvo, PVF nội thất của Nick này đấy, Android Book ZTEC. Đấy, cái này thì bên em đang chuẩn bị ra lắp. Còn đối với PVF nội thất đây, anh em thấy đấy, đây đang chuẩn bị dán cái gói Nick này cho anh, cho chiếc xe này này đấy, với gói bảo hành lên tận 5 năm cho anh em đấy. Bong chóc phồng rộp cả và dán lại hoàn toàn, và sàn da thì sẽ là sàn da của Lavvo. Đây anh em có thể thấy đây là cái sàn này. Đây nguyên bản này. Đây nguyên bản đây, vô sàn còn da này. Với cái sàn da này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em là 3 năm đối với sàn. Anh em có thể thấy chất liệu sàn rất là tốt, anh em thoải mái. Cái này bảo hành cho anh em là rách bong mép chỉ là bảo hành đổi mới cho anh em nhé. Và đây là cái phần sàn bên trên. Đấy, đây là nguyên cái phần sàn bên trên. Sàn bên trên cũng là sàn của Lavvo hết đây anh em. Đấy. Đây nha. Đấy, phần dưới này sẽ là phần rối, và phần trên này sẽ là phần giống như cái chất liệu thì sẽ giống như phần sàn này, nhưng nó sẽ dày hơn. Đấy. Và cái sàn này thì bên em bảo hành cho các bác là 2 năm, bong đứt chỉ hoặc là rách thì sẽ hãng sẽ bảo hành lại cho anh em. Đấy. Nguyên bộ CX5 này làm rất là combo, rất là nhiều cái dịch vụ và đều là những cái dịch vụ tốt và đều bảo hành và chất lượng bảo hành rất là cao. Đối với phim sẽ bảo hành 10 năm, PVF bảo hành 5 năm, và sàn đấy, nhưng nguyên cái sàn da mà anh em sử dụng đi sử dụng lại như thế kia mà hãng còn dám bảo hành cho anh em là 3 năm đấy. Anh em mà cần một cái địa chỉ uy tín về bọc sàn da, dán phim cách nhiệt, dán PVF thì hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay em nhé.